từ thời để Pháp, ông già là người Hưng Yên, người Hưng Yên đi bộ đội lên trên này, lên đây đóng quân đây lấy bà trên này. Thế khi mà năm 50 giải phóng ấy, là bị thương thì trung đoàn giải phóng Pháp nó chạy rồi mà, thì phân cho cái nhà là quan ba của Pháp như thế này. Đây, nhà quan ba của Pháp đây, có một cái miếu đây, để anh trai đang ở. Thì nó vuông như này. Thế đây là cái vườn. Thì sau này bọn này lớn lên thì là cắt đôi ra. Thì xây đây. Thì là năm 89 là anh trai xây ở đây. Bên này một cái, hai cái này đây. Đấy. Thì là con ở cái chỗ này. Thế cái nhà đằng sau này thì bây giờ là không thông được, chỉ có lên gác mới nhìn thấy được thôi. Thế cái đằng sau này giờ là ai quản lý? Anh trai, tức là trên nhà ba anh em trai à? Đúng rồi. Vâng. Thế cái nhà quan ba Pháp là của anh trai đang của gia đình đấy. Vâng. Nhưng cái nhà đấy còn không? Còn. Đấy là anh sau anh trai đang ở. Tức là nó là theo cái kiến trúc xưa ấy hả? Đúng rồi. Đấy, thế thì từ lúc lấy vợ cái là bắt đầu là hai vợ chồng lại bỏ nhau. Anh lấy lâu chưa thì bỏ? Lấy năm 91 thì được này. Thì bao nhiêu lâu thì bỏ? 12 năm. Đấy, thì bỏ. Bỏ thì là lấy một cô bạn học cùng lớp. Đấy, xong cuối cùng là năm 20, 21 này cô cũng lại. Mình đi làm một mình nó ở nhà. Cái thằng có điện thoại nó gạ gẫm là nó chui vào đây nó ngủ. Thế lại bỏ nhau tiếp. Thế còn cái chuyện mà đây con nằm như này bóng trắng nó đi xuống đây này. Thế nên mình nghĩ là tổ tiên về. Đến khi xem cái clip của nhà thầy mà cái mến nó nói chuyện đấy. Thì bắt đầu mình phát hiện ra là thôi chết rồi, nhà mình có mình nhảy xuống Hà Nội thì bộ trong một năm đi 3 lần liền. Xuống Xuân Đình ấy. Từ chợ đồ đi Xuân Đình. Lần vẩn đấy mà không gặp được. Thế cuối cùng lại về đấy mới qua cái mến thì mình thông được qua với thầy. Thì đấy hiện tượng nó là như thế. Tiếng đi trên trần nhà rồi nó cũng đầy đủ ấy. Cháu này sinh năm bao nhiêu? Năm 96 ạ. 96 ạ. Cháu đang đi làm hay là đang đi học? Đang đi làm của bố rồi. Hai bố con cùng đi. Cùng đi. Thế nhà quan ba bây giờ là anh trai đang ở. Bây giờ mình vòng ra đấy được không? Được. Vâng. Tại vì em nghĩ là nó nằm ở đấy. Vấn đề nó nằm ở đấy. Được. Bây giờ em kiểm tra trước đấy nhé. Rồi. Kiểm tra là bài trước đấy. Các chị gái chưa lấy chồng là cứ nằm bên cạnh này là thấy một bóng đen nằm bên cạnh. Thế có mấy chị gái không lấy chồng? Đâu, các chị gái mà chưa đi lấy chồng ấy. Chưa đi lấy chồng đấy. Cái nhà đấy cái diện tích lòng nhà nó rộng không ạ? Rộng như thế này luôn. Đây 10 mét. Xung quanh đây là chết non chết trẻ rồi là vợ chồng bỏ nhau. Rồi đầu này một cô 83 không lấy chồng, ông này 72 cũng không lấy vợ. Bên này toàn chết tươi, chết bốn góc chứ. Kinh khủng khiếp luôn đấy. Thần nhìn ra rồi. Wow. Em muốn nhìn thêm một cái gì đó ở đất này cơ. Cái nhà là trước đây nó quay theo hướng này ấy. Quay theo hướng đông, chính chứ là quay ngược lại. Quay ngược lại. Mình là chính tay mình là cái lưng của nó. Đây, thế là cái nhà này đây nhá. Vâng. Thì trước đây nó quay theo hướng này. Vâng, bây giờ nó quay theo hướng đông. À vậy à. Thì đây mình ở cái vườn đằng sau này mà. Rồi. Thế vấn đề nó nằm trước ở đằng trước cái nhà này.
Vâng. Đằng trước ở cái nhà này. Trước bên cánh trái. Đằng. Ở đấy nó có cái cây to lắm đấy. Trước đấy có cái nhãn to lắm, nhưng mà người ta chặn đi hết rồi. Người ta chặn đi rồi. Đất này có ba cái thần nữ gần như đấy, ba cái thần nữ. Bạn này đang bị tác động đấy. Có mà, bạn hai bố con luôn. Nhưng mà vâng, anh cũng bị, nhưng bạn này đang bị tác động mạnh đấy. Tại vì cái tầm lứa tuổi này mà là thần nữ, nó tác động sẽ rất là mạnh, rất là mạnh. Nó tác động cả về vấn đề sinh lý chứ không phải đơn giản đâu. Yêu rất nhiều, nhưng cái yêu là phải gắn tháng năm là bỏ. Vâng, đây là bạn này bị kẹp vào giữa hai đứa. Em có hay mơ về cái vòng nữ nào không? Cứ nói thật đi. Có mơ không? Không mơ đâu. Đây là kẹp vào hai cái vòng nữ. Anh cũng thế, để hai bố con. Hai bố con mà. Sợ thật. Cho nên thầy... đây là đang yêu ai tính chuyện cưới xin nhưng mà không đúng rồi, không được, không được. Em có cái thầy bắt thần đi mày làm từ vâng, hôm nay em phải lên đây để bắt thần cũng như là cũng là cái kịp thời nhé. Vâng, vì đây đó là nhận lời anh khá lâu rồi, người chú đấy rồi này, tóc gáy rồi cái đây này, nhận lời anh khá lâu rồi, hôm nay mới vâng được. Cũng phải nói với anh như này, đây cũng là cứu anh thoát cái hạ tử. Vâng. Chứ không cũng là mệt nhỉ. Vâng. Nhanh nhé. Rồi ở chỗ đấy, đất đấy là chính của đấy. Tùy thầy quyết định thôi, không vấn đề gì cả. Nhà mình thì nó về cứ thế điều kiện không mơ màng đến đấy cả. Vâng. Thì em khi nào thầy cùng nhà nước đến lấy. Vâng. Thầy nói là ngày sau. Vâng. Là sau này. Vâng. Ý em muốn nói đây là đất đấy nó chỗ của. Vâng. Rồi. Thế thôi mình không cần lên đấy nữa, tại vì em nhìn ở đây ra rồi. Vâng. Và em nói luôn như này. Cái nhà này đây, nhà này như này, đây là cái nhà. Vâng. Thì cái miếu đây, cái miếu đây gì? Vâng, đúng rồi, có một cái đường hầm nó chạy từ đây chạy vào đây trong chân miếu này. Vâng. Nó có một cái đường hầm và nó nằm ở dưới cái chân miếu này. Vâng. Có một cái đường hầm từ cái chỗ gốc cây nhãn chạy vào chỗ nó để thôi, kệ nó đi. Vâng, cứ kệ đi, kệ đi nhá. Rồi còn lại bây giờ em sẽ bắt nó đi. Vâng. Là ổn. Với lại để cho anh trận đồ, với lại ấn lệnh để cho anh với cháu sử dụng. Vâng. Nhá nhá. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt hết tất cả các phong linh lang thang và ba trinh nữ giữ của lên thiên đợi xét xử. Cháu đâu rồi? Phi ơi! Xuống đây thầy đang bắt, nó đang ở trong người em, chạy lên trên đây. Đấy. Thầy gọi anh. Xuống đây, nó đang ở trong người em, để thầy đang bắt, nó đang chạy lên đấy. Đấy, nó luôn đuổi nó chạy. Lệnh cho tứ đại hộ pháp áp giải ba con trinh nữ lên thiên đợi xét xử. Cái giải đất này nó mình là từ cái miếu đi nha, những cụ thổ quy quanh tới chết non chết ấy khổ lắm. Ừ. Tâm lắm này. Vâng. Đấy bạn này bạn này phải xuống dưới này thì nó mới xong được. Rồi đây rồi quay nhá, quay đi đây các bạn, đây đây quay đây rồi lên. Đây bây giờ này em đưa cho anh hai bố con một cái hai bộ ấn lệnh và một bộ trận đồ nhanh nhé, để nó mọi thứ. Thứ nhất là như này, tôi giải thích cho anh như này. Cái việc vợ con của anh ấy là đấy cũng là do tâm linh tác động nhỉ. Vâng. Cho nên nó mới dẫn đến như thế này. Cái việc sau ngày hôm nay thì thôi, thì mọi cái gì mà đã qua thì nó qua rồi, nhưng sẽ có cái mới nó đến ngay. Vâng. Nhanh nhé, mọi thứ nó sẽ đến kể cả với bạn này thôi, kể cả với bạn này. Chứ nếu không là cứ tính ai, yêu ai, tính chuyện cưới xin thì chả đâu được đâu. Đấy, cũng đang nói đang yêu một bạn, đang yêu một bạn. Vâng. Vâng. Nhưng mà đang tính chuyện cưới xin đấy, nhưng mà cẩn thận. Hợp đấy là được cái sinh năm 2000. Vâng. Đây là hôm nay may lên đây để bắt thân đi rồi đấy.
để mọi thứ nó mới bình thường trở lại nhá. Thế không thì đây anh một bộ, cháu một bộ. Đeo trong người tôi để đồ dưỡng ạ. Để trong người cũng được đấy, để đồ dưỡng được tùy anh. Cho ví ấy. Ừ, cho ví. Đây, đây là anh để anh cầm cái bộ trận đồ này. Lên trên đấy anh làm cái que anh cắm. Cái này hướng dẫn anh chưa? Hướng dẫn rồi. Hướng dẫn rồi thì anh thay cái bộ này đi. Vâng. Để cho ngồi cho nó đảm bảo. Nhanh nhá. Được. Bên mình lấy cái hồ dán thành 5 cái lá cờ. Sau đó quây thành cái hình ngôi sao như này này. Vâng. 2 này. 3 này, 4 này, 5 này. Anh nhìn vào đây kìa. Anh ngồi, anh với cháu ngồi vào giữa nhé. Mặt quay lên lá này. Hai tay xòe lên đầu gối này. Ngửa lòng bàn tay lên. Ngồi đủ 2 tiếng cho em. Mỗi người ngồi 2 tiếng. Từ 7 giờ đến 9 giờ. Tùy anh. Anh ngồi giờ nào sau đó cho cháu ngồi. Vâng. Nhá. Thì lúc đấy thì thứ nhất là năm nay sẽ báo hỷ của bạn này. Tại vì hôm nay mình xử lý rồi thì mọi thứ nó sẽ đến. Hỉ của con xong rồi đến sẽ đến hỉ của bố. Thôi, bố đi thôi. Thôi, bố đi cũng là cái mà cũng là cái phúc cái phần này. Cái này của Phi ạ. Mỗi anh một cái cháu một cái. May là như này này, tôi cũng nhận lời anh từ lâu rồi nhưng cũng có lẽ là do từ nhận lời cho nên mọi việc nó không cản trở anh ạ. Chứ nếu không là nó lấy mạng anh rồi đấy. Vâng. Nó lấy mạng anh rồi đấy. Như thế này anh phải có những cái lúc anh lái xe nó. Đúng rồi. Nó có vấn đề đấy ạ. Tức là nó kiểu dạng như mất lái hoặc là nó bị chợp mắt một cách vô tư như thế nào đấy, tức là nó bị đánh lái chẳng lái đấy nha. Cả kẻ thù nữa, kẻ thù của mình. Ví dụ thế muốn chơi xấu mình. Vâng. Bây giờ thì anh yên tâm, mọi thứ nó sẽ đến. Thôi thì những cái gì nó đã qua rồi, và bây giờ sẽ những cái khác nó sẽ đến. Vâng. Tốt đẹp nó sẽ đến ngay. Thế hôm nay anh định bốc bát hương không? Có. Vâng. Kia dưới kia là ruộng ạ? Dưới kia là ruộng hết, là ruộng cấy hết. Vâng. Thế còn đấy, suốt từ những cái cây to đấy là vòng về đây, vòng cái khung đấy. Tức là nhà mình làm tường bao bằng tường đá đấy gì ạ, đá xếp lên đấy gì ạ? Vâng, thế đất này nhà cô ở lâu chưa? Ở lâu rồi, từ khi mà ông bà ở đây là... Từ của nhà bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng nhưng mà cũng ở nhỏ đất người ta thôi. Thế về sau này bố mẹ chết hết cả, con cũng mua lại cái đất này. Mua lại cái đất này thế là ở suốt cho đến bây giờ. Vâng, chào chú ạ. Tay biến nè. Có nói được đâu, không nói được. Chào chú. Ai hỏi gì nói gì, cứ gần đây chứ cũng chả nói được. Không ngồi đây, không ngồi đây nhỉ. Cô nói lại cái vấn đề tâm linh nhà cô đi. Lần đầu tiên ý, là về đây thì cũng chưa xây cái nhà này. Thì là vẫn còn cái nhà tranh vách nát thôi, cái nhà dựng ta ban thôi. Ở đây cũng là dân tộc Tày mà. Thế thì cô thì người dưới xuôi nên chồng lên đây. Thế xong là ở đây thì năm 1987 là lên đây. Thế thì nằm ngủ ở cái chỗ này thì là có cái người cao to đen xì, cao to lắm, thế là vào đứng chạy ở cửa, thế là con sợ quá là nên định quay mặt vào trong, thế mà họ ập vào nó dựng chắc không có ở được, không kêu được, cứ hú quá vào mồm ấy thôi. Nữa bố chồng thì người dân tộc không có dám vào buồng con dâu mà, thế cứ đứng ở ngoài đập lục vào cái bức ván, cái tháp ván bên ngoài cứ đập ầm ầm đi. Thế là đến lúc lâu lắm tỉnh thì là từ những lần sau trở đi thì là nhìn thấy cái gì cả.
buổi trưa con đứng vẩn vơ ở vườn kia, thì cái vườn kia là trồng mấy cây hồng, thì ra đứng vẩn vơ đấy xem là có sai quả không. Thế là ra đứng đấy thì thấy ào ào, nghe ào ào to lắm. Thế là con mới giật mình, con mới quay nhìn xuống dưới đồng này, con thấy nó đen xì một luồng to lắm, rộng lắm mà đen xì đen đặc vào mực ấy. Thế mà không biết là cái gì mà cứ ù ù thế này. Thế là một tí cái là con định chạy vào nhà, nhưng mà chạy không được hai bước tay thì đã thấy nó ập trùng qua người mình rồi. Thế là vào thẳng trong nhà. Vâng, vào thẳng trong nhà. Là lúc đấy là buổi trưa. Buổi trưa. Vào thẳng trong nhà luôn. Thế là vào thì một tí cái thì bắt đầu lại tan ra. Thì tan ra. Tức là vào trong nhà vẫn là một cái khối đen đấy. Một khối đen đấy. Vào thẳng trong nhà một cái khối đen đấy. Thế nhưng mà một tí cái thì quay ra, một tí cái thì lại thấy cái bóng đen đấy nó quay ra. Quay ra thì là nó tan dần như là cái luồng khói ấy. Vâng. Nó tan dần xong là lại sáng ra bình thường. Thích à? Vâng. Thế còn sợ quá chẳng biết đầu đuôi nó làm sao. Thế đi xem đi thì người ta bảo là cái đất này giữ ở đất này nó có cái quỷ lạ thần nó ngồi giữa nhà. Thế ngoài ra còn cái hiện tượng gì nữa không ạ? Cô sinh được mấy người con? Ở đây thì được 3 người con. 3 người con thì các con cô trưởng thành hết rồi thì trưởng thành hết rồi, chỉ còn một thằng út sinh năm 93 thì hai đứa con gái thì đi lấy chồng hết rồi. Thế còn một thằng út sinh năm 93 thì bây giờ cháu vẫn chưa lấy được vợ. Chưa lấy vợ. Vâng. Đang làm gì? Đang làm gì? Đang đi làm công ty làm thuê ở dưới Bắc Giang. Để cháu kiểm tra nhé. Đây là nó gần cái hang gió nhỉ cô nhỉ? Vâng. Hang gió này là cái nó là danh lam thắng cảnh này. Vâng. Ở trên trang này nó là danh lam thắng cảnh. Đây là bộ sao Mai Chi Lâm. Sao Mai sao? Mai sao? Sao Mai sao Chi Lâm. Thế cô tập trung vào đấy nhé để cháu kiểm tra cho cô. Ôi giời ơi. Đất này là đất chôn của. Con cũng chẳng hiểu đầu đuôi, bởi vì đất này là đất trước kia là ông bà ở nhờ người ta, thế xong là bây giờ là con về sau là con không có đất ở, là con mua, chứ ông bà cũng không có đất ở đâu. Cô mua cái này rất là dễ, rất là nhanh. Vâng. À, đất này là đất chôn của. Cái mà nó tác động đến cô là cái thần dự của. À, yeah. À, cái to cao đen xì thì đấy người ta gọi là thần tượng. Yeah. Còn lại ở đây ấy, nó có một đạo quân, một đạo quân. Thì để cháu sẽ tìm hiểu xem cái đạo quân này, tại vì ở trên đường Phu Lạng Sơn này thì thường nó liên quan đến Trung Quốc, mà của nó chôn nó là nhiều chứ không phải ít. Nhiều thì đây nó sẽ có một cái đạo quân, mà đạo quân người là nắm giữ cái đạo quân này nó là một tướng quân chứ không phải là một vong nữ, thần nữ. Vâng, con cũng nghĩ thế, chắc nó là tướng quân, cho nên rằng là vừa mới năm ngoái thôi cái chuyện tướng quân là vừa mới năm ngoái thôi. Con thì rõ ràng con vẫn biết con là đàn bà, mà tại sao con lại mặc quần áo đỏ mà đai vàng mà đội mũ giống như mũ nhà Trần. Vâng. Xong là cũng phi ngựa đỏ, xong là đấy là cô mơ à? Vâng, mơ giấc mơ như thật luôn. Vâng. Vâng, con tưởng tượng, con còn sợ mà, đến lúc con tỉnh con sợ mà. Rồi thôi được rồi, để cho kiểm tra tiếp. Cháu hỏi này, cô chú cải tạo đất này có đào được cái gì không? Không, không đào được cái gì. Đào, cứ đào thì lại hất vào đây, đào móng này này. Thì đào thì lại hất vào làm lên thôi, chứ chả đào được cái gì. À, trước đây ở gần cây mít có một cái tổ mối to lắm. Tổ mối? Vâng, nhưng mà bây giờ lâu ngày gia đình cũng cải tạo. Cải tạo bạc bằng đi thôi. Cháu hỏi lại một chút này, ngày xưa cái ruộng ở ngoài kia ấy, với cái nền của cái vườn này này, nó cao cao trên khoảng cao trên của nhau 2 mét không? Hơn mét, 2 mét đấy. 2 mét cái gì ạ? Vâng. Tại vì nó như cái bóng đen, mà cái khối đen ấy là cô nhìn thấy là nó ở xuất phát ở ruộng đúng không? Vâng, đúng rồi. Chỗ ruộng, chỗ bờ ruộng.
chỗ cái bờ cái tà ly của cái vườn cái ruộng này này. Vâng, phải rồi. Vâng. Đấy nó là một cái nhóm quân đạo quân của cái tướng quân nó canh giữ cái của nó ở giữa cái nhà này. À, à. Giữa cái nền nhà này. Ui cái đợt đấy con nhìn thấy con sợ mà. Thôi được rồi, thế là cô khẳng định với cháu là cô không đào được cái gì không thì không đào được cái gì, trong gia đình không đào được. Rồi được rồi, đất này là đất chôn của, nhưng có như đây là của một tướng quân. Ôi dồi ôi, đây là thần tướng, có cả thần tướng, nhưng có thể là tướng quân chứ không phải thần tướng, tại vì ở trên này lát nữa cháu sẽ xuất hồn cho xem nó là thần tướng hay tướng quân như nào nhá. À có cả trinh nữ ở đây nữa, đây có cả trinh nữ này. Ôi của lên rồi, của đào lên rồi, đây là của đào lên rồi. Thì con cũng nghĩ bảo rằng là cái đất này chắc là có của, nhưng mà của đào lên rồi, nhưng mà có người giữ, có người giữ, có người đang giữ cái của đấy, có người đang giữ cái của đấy, cho nên là bây giờ con đi rút thẻ là trong thẻ báo mà bảo rằng là cái này thì phải trời đất xét mới thông, trời đất xét mới công minh được. Thì con nghĩ có chắc là cũng có người lấy được, mà có người cất giữ rồi. Đi theo sợ chồng cô mất của thì phải tìm của, thấy nói thế, mất của thì phải tìm của. Cháu sợ là chồng cô hoặc là cô nó chỉ có hai người trong nhà thôi. Chồng cũng không có cái gì đâu. Bởi vì khi mà đào móng này cũng không sâu đâu mà. Đào móng cũng đào lâu thôi, xong là đào thì lại hất vào để nằm lên thôi, chứ không đem đi đâu. Thôi được rồi, bây giờ cháu cứ nghe, gọi là cháu cứ tin theo cô nhá. Vâng, vâng. Cháu xin lệnh. Vâng. Nếu mà được phép thì cháu sẽ bắt thần đi cho gia đình. Vâng. Cho nó yên ổn. Vâng. Còn không được phép thì thôi, cô phải thông cảm cháu nhá. Vâng. Đấy là cái này là cháu làm theo nguyên tắc mà rõ ràng lắm. Vâng, vâng. Vâng. Được phép thì cháu bắt thần luôn cho gia đình, không được phép thì cô cho cháu xin lại số tài khoản để cháu gửi lại chuyển lại tiền lễ cô đã chuyển. Có nhá. Đây cháu sẽ xin lệnh luôn cho cô thấy đi. Nhưng mà con đi lấy chồng mà con vẫn mơ về đất này. Thì đất này nó là đất nghịch, đất này nó rất nhiều tầng. Năm ngoái con mơ, có nghĩa là ở cái quả núi đằng trước kia đối diện này á, là con ngủ mơ là thấy có hai cái đền, nhưng mà thật ra thì lúc con lớn lên không có hai cái đền, có thể là đền trước đây. Không được đâu. Đây là lấy của lên rồi. Không đơn giản đâu. Có của thì nếu mà gia đình mà lấy được thì làm gì phải khổ sở suốt bao nhiêu năm rồi thì. Thì đây cháu cứ theo lá bài của cháu làm thôi. Cháu lên đến tận đây là để giúp gia đình đấy chứ có phải là có ý gì với gia đình đâu ạ. Nhưng mà cháu có theo nguyên tắc rồi. Thôi bây giờ cháu rút lại lần nữa, nếu mà không được thì thôi cháu xin lỗi gia đình thôi nhá. Cái này gia đình phải thông cảm cho cháu nhá. Rồi. Đây cháu lên để giúp cô thôi mà. Không được thôi phải chịu thôi. Cho cháu bắt thần đi cho cô nhé. Yeah. Cháu nói lại là của chôn ở nền nhà này đấy. Chồng cô là không sống được lâu đâu đấy. Và cháu cứ phải chốt lại một câu như thế này nhé. Hôm nay cháu bắt thần đi, đấy là vì cô không động chạm đến của cải của nó nhé cô nhé. Còn cô mà động chạm của cải của nó sau 49 ngày nó quay lại là cháu không chịu trách nhiệm đâu nhé. Rồi được rồi. Lệnh cho thần tướng Lý Bính Hồi Thiên, lệnh cho thiên tướng Giáng Trần để canh giữ đồ thiên, lệnh cho tứ đại hộ pháp áp giải con trinh nữ lên thiên đợi xét xử.
ở đây có thần tướng, cái vong to cao đen xì ý, mà cô hay mơ thấy đấy là thần tướng cô nhá, nó tên là Lý Bính ý. Lệnh cho thần tướng Lý Bính hồi thiên, lệnh cho thiên tướng giáng trần để canh giữ đồ thiên. Lệnh cho tứ đại hộ pháp áp giải con trinh nữ lên thiên đợi xét xử. Cho nói để cháu kiểm tra lệnh xong, bắt lệnh xong và cháu sẽ nói cho cô nghe về cái đất này. Có thể cô còn không biết được đâu. Rồi, cho nói cô như này này. Đất này nó là đất chôn của một cái triều đại của Trung Quốc đấy, chứ không phải đơn giản đâu, không phải là ít đâu. Và nó chôn theo cái kiểu như này này. Cái chỗ chôn nhiều ấy thì cháu không muốn nói ra đâu, nó vẫn nằm trên đất nhà cô, nhưng nó cứ chôn chỗ này một cái, chỗ kia một cái, chỗ kia một cái, nó chỉ là những cái chung thôi, một chỗ này một cái chung, chỗ kia một cái chung, thì mọi người đào được thì chỉ cứ nghĩ là ở đấy chỉ có một cái chung. Cô hiểu không ạ? Chứ còn lại thực chất đất này rất là nhiều, nhưng nó bị mất đi một cái chung rồi, nhớ cô nhá, mất đi một cái chung rồi. Còn lại hôm nay thì cháu vẫn cứ về đây giúp gia đình, bắt thần đi cho gia đình, cho thần tướng nó lên thiên, để tâm linh nó không tác động gì đến cô và chồng cô, con cô nữa. Con cô thì bây giờ cháu sẽ đưa cho cậu cái ấn lệnh nhé cô nhá. Cô đưa cho cậu để cậu còn có cái sức khỏe cũng như là cái tinh thần để cậu còn vợ con cô nhá. Cái cậu 93 đấy. Thế còn lại cháu nói lại điều này là khi cháu lên đây cháu xử lý thì tâm linh là sạch sẽ, nó chỉ quay lại khi sau 49 ngày. Nếu như cô lấy gì của nó thì nó sẽ quay lại, lúc đấy cháu cũng chịu trách nhiệm. Còn nếu như cô không lấy gì, cháu khẳng định với cô nó không quay lại nhá cô nhá. Rồi, 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 thôi được rồi. Bởi vì không đào được cái thứ gì rồi.